mở đầu bộ phim là cảnh tốt nghiệp của một trường đào tạo thiên sứ trên thiên đường gabriel là học sinh xuất sắc nhất ở nơi này nên đã được hiệu trưởng đích thân trao bằng khen nhiệm vụ của những thiên sứ đã tốt nghiệp là xuống hạ giới và mang lại hạnh phúc cho con người gabriel khi nghĩ tới cuộc sống mới của mình thì cảm thấy rất háo hức vừa xuống hạ giới công việc đầu tiên của cô là thích nghi với cuộc sống của con người gabriel luôn tỏ ra hòa đồng với mọi người xung quanh và trong mắt bà con hàng xóm thì cô được coi là con nhà người ta chính hiệu Hôm nay sau khi hoàn thành xong bài tập về nhà thì cô vô tình thấy được một trò chơi trên máy tính. Nhìn thấy những nhân vật trong đó đang kêu cứu thì cô đã điều khiển nhân vật của mình để chữa thương cho họ. Không hiểu sao, sau khi nhìn thấy mọi người cảm ơn và ca tụng mình là thiên sứ khiến cô cảm thấy rất vui. Ngay lúc này một thông báo về trang bị mới xuất hiện. Khi thấy chỉ cần nạp tiền vào là sẽ sở hữu được một trang bị siêu cấp VIP rồi khiến Gabriel cảm thấy phân vân. Trước cám dỗ đó Gabriel không thể nhịn được mà dùng hết số tiền sinh hoạt phí của mình để quay skin cho nhân vật. Kể từ đó Gabriel đã trở thành một con mọt game chính hiệu. Hôm nay khi đang chơi game ở trong phòng thì bỗng nhiên có người xuất hiện và ngắt dây mạng của Gabriel. Cô ấy có tên Vine bạn cùng lớp của Gabriel. Nhưng khác với cô thì Gabriel là một thiên sứ còn Vine lại là một ác ma. Vì thấy Gabriel suốt ngày cắm mặt vào chơi game nên hôm nay Vine tới đây là để nhắc cô tới trường. Gabriel nghe vậy cũng chẳng quan tâm lắm mà chạy đi nối lại dây mạng để cày game tiếp. Trước khi rời đi Vine đã nhắc rằng nếu Gabriel không nghiêm túc làm việc thì sẽ bị cưỡng chế triệu hồi về thiên đường miệng thì nói rằng mình không sợ chuyện này, nhưng cơ thể lại thành thật thay quần áo mà chuẩn bị đi tới trường rồi. Vừa bước ra khỏi cửa Gabriel lại chẳng muốn đi bộ nữa, vậy nên cô đã niệm phép để tới trường cho nhanh. Ai ngờ chỉ có mỗi cái Pansu bị dịch chuyển đi mà thôi. Lần này thì đội chục cái quần lên đầu cũng không hết ngại. Giờ thì sao cô có thể tới lớp được nữa cơ chứ? Vậy nên Gabriel muốn dùng cành khải huyền để loại bỏ hết những kẻ đã thấy được cái Pansu đó. Hôm nay Kuzumi lại bắt đầu ảo tưởng mình sẽ trở thành quỷ vương tương lai việc xấu xa đầu tiên mà con nhỏ này làm là thay vì vứt rác theo quy định thì kuzumi lại làm ngược lại bỗng nhiên cô thấy được gabriel đang đi tới kuzumi rất bất ngờ vì gabriel là một thiên sứ mà lại còn độc ác hơn cả mình khi cô lại ném cả lon nước đi dù nó vẫn còn không thể để chuyện này xảy ra kuzumi liền kéo tay gabriel lại để dọn chúng nhưng ai ngờ lại bị gabriel lừa mà phải dọn thay cho cô ấy cơ chứ lát sau trở về lớp thấy được gabriel vẫn đang làm bài tập về nhà thì kuzumi đi tới và khoe về sự trơ trọi của mình là sẽ không làm bài tập Kết quả thì không phải nói cũng biết là bị phạt ra một góc sách xô nước rồi. Hôm nay Vine tức giận tới nhà của Gabriel, hẹn nhau 10 giờ sáng đi mua sắm mà lại cho người ta leo cây 2 tiếng đồng hồ, thế có tức không cơ chứ. Thấy vậy Gabriel đành lấp liếm rằng mình đang có ý định dọn phòng nên quên không tới. Nghe được vậy Vine liền thay đổi thái độ mà bắt tay vào phụ giúp Gabriel dọn nhà. Vine không thể ngờ một thiên sứ mà lại có thể xa đọa đến mức này. Nghe vậy Gabriel liền lôi ra chiếc vòng thiên sứ của mình nhưng đâu ngờ nó lại bị nhiễm tà khí đen xỉ hết cả rồi xem ra Gabriel cũng có tố chất làm ác ma đấy chứ. Cô cũng bảo bảo rằng Vine chẳng giống ác ma chút nào mà cô giống thiên sứ hơn. Nghe được vậy cô rất bất ngờ và liền hỏi Gabriel xem có cách nào để khiến mình trông giống ác ma hay không. Hai người đang nói chuyện với nhau thì bỗng nhiên một bé tiểu cường xuất hiện. Do quá sợ hãi nên Vine đã triệu hồi ra cây lao xiên cá tinh luyện năm của mình khiến cả căn phòng của Gabriel bay màu ngay lập tức. Vậy là công việc dọn nhà cũng xong luôn rồi còn đâu. Hôm nay Gia Phiêu đang trên đường đi học thì vô tình bắt gặp được Kuzumi đang giành nhau chiếc bánh với một con chó. Thầy khá thú vị nên cô đã đi tới hỏi thăm. Cô kêu Kuzumi phải khuyên giải bằng tiếng của loài chó thì nó mới hiểu được. Thấy vậy Kuzumi cũng tưởng là thật mà liền lao vào sủa nhau với nó luôn. Cộng thêm việc bị Gia Phiêu khích đều nữa, cả hai đã lao vào combat với nhau và kết quả là chiếc bánh của Kuzumi đã bị con chó đó cướp đi. Đúng là sầu đời mà, sau giờ học Vine đã đi tới rủ Gabriel xuống căng tin ăn với mình. Nhưng thay vì tốn tiền vào mấy thứ đó thì Gabriel muốn dùng chúng vào việc quay gacha hơn nên đã từ chối cô ấy. Nghe được vậy Vine đành phải móc tiền túi của mình ra để khao cô nàng này. Hai người muốn rủ Kuzumi đi chung nữa nhưng vừa quay đi quay lại đã thấy cô ấy một mình chạy ra khỏi lớp rồi. Trông có vẻ đáng ngờ nên cả hai sau đó đã đuổi theo Kuzumi. Khi thấy cô ấy phải ngồi ăn một mình khiến Vine cảm thấy Kuzumi rất đáng thương. Vừa thấy Gabriel và Vine đi tới Kuzumi liền cảnh giác giữ lấy hai nắm cơm của mình. Ai ngờ hậu đậu lại làm chúng rơi mất cơ chứ. Cũng may là cô vẫn còn một chiếc bánh nữa để lót bụng. Vừa lôi ra thì bỗng nhiên con chó hồi sáng từ đâu chạy tới cướp lấy chiếc bánh của Kuzumi, đúng là ác ma số nhỏ mà. Thấy cô nàng này đáng thương quá nên hai người đã rủ Kuzumi đi ăn chưa cùng luôn vì là lần đầu xuống căng tin ăn nên cả đám chẳng biết gọi món thế nào cả. Kuzumi liền lên mặt dạy mọi người cách mua phiếu ăn của căng tin. Kết quả là gọi được ba bát mì udon chẳng có tí topping nào. Vì thấy nó khá nhạt nhẽo nên Gabriel đã lừa Kuzumi rắc chỗ ớt đó 7 lần vào bát thì mới có độ cay vừa đủ được. Nghe Gabriel nói Kuzumi cũng tưởng thật mà làm theo. Nhưng với độ cay như vậy thì sao làm khó được Kuzumi cơ chứ? Không những cô thấy nó không cay chút nào mà lại còn thấy nó ngon nữa để cảm ơn bạn. Vì đã tiết lộ cho mình cái tip hay như vậy thì cô cũng rắc đầy đủ chỗ ớt đó vào bát của Gabriel luôn. Còn bên này thì Zafiu đang cảm ơn chú chó hồi sáng vì đã cùng Kuzumi mua vui cho mình. Mà cô đâu biết cảnh này trong mắt mọi người lại là Zafiu tốt bụng đang giúp đỡ thú hoang cơ chứ. Hôm nay lớp của mọi người có tiết thực hành nấu ăn. Trung đội với Vine là Gabriel và Kuzumi thì chẳng khác gì hai cục tạ cả. Lúc này Kuzumi đã lôi ra nguyên liệu thượng hạng mình mới kiếm được khiến Vine rất kinh ngạc. Còn Gabriel do cô muốn ăn cà ri nên hôm qua thay vì mua nguyên liệu như cả nhóm đã lên kế hoạch thì cô lại mua cà rốt, khoai tây và hành tây. Không còn cách nào khác Vine đành phải dùng nguyên liệu của hai người này để làm súp miso. Sau một hồi thì đã xử lý xong phần xương cá. Tiếp đến là công đoạn thái giao củ nhưng Gabriel lại làm thì ít, nhưng phá hoại thì nhiều khiến Vine rất bất lực. Thành quả của việc gánh hai cục tạ là một bát súp miso trông có vẻ kinh dị và miếng bít tết có mùi của vị thuốc trừ sâu. Hôm nay Kuzumi vừa ngủ dậy thì thấy được Zafiu đang ở trong chân của mình. Cô kêu mình muốn thân với Kuzumi hơn nên tối hôm qua Zafiu đã phá cửa đột nhập vào đây để ở cùng cô. Kuzumi thì không muốn vậy chút nào nên muốn đuổi Zafiu đi. Thấy vậy Zafiu liền xin được làm đệ tử của cô để có thể ở lại đây. Nghe thấy mấy lời nịnh hót đó khiến Kuzumi cảm thấy khá là khoái, đành chấp nhận cho Zafiu ở lại và nhận làm đệ tử của mình. Vậy thì việc đầu tiên đệ tử cần làm là phải đi mua đồ ăn cho sư phụ. Nhưng bằng khả năng thao túng tâm lý của mình thì Kuzumi đã phải chạy đi mua đồ ăn cho gia Ăn xong rồi thì sư phụ sẽ giao nhiệm vụ tiếp theo cho đệ tử là đi trinh sát và báo cáo lại những hoạt động gần đây của Gabriel. Không phải nói thì cũng biết Gafiu lại lấy lý do để từ chối rồi. Lúc này cô lên tiếng đề xuất với Kuzumi một chuyện. Vì thấy một chiếc chăn cho hai người ngủ quá chật trội nên Gafiu muốn một mình một chiếc chăn cho thoải mái. Thái độ lồi lõm, cộng thêm tính cách được voi đòi hai bà trưng nên ra phiêu liền bị Kuzumi cắt chức đệ tử ngay lập tức. Tập 3, hôm nay là ngày đầu tiên mà Gabriel đi làm thêm. Cũng chỉ vì cái đống hóa đơn tiền nhà của cô đã bị dùng hết vào việc gacha nhân vật rồi, nên hiện tại cô chẳng còn đồng nào trên người cả. Khách vừa vào quán thì chào hỏi khá là bố đời khiến ông chủ đổ hết cả mồ hôi. Nhưng nhìn con bé này không giống người Nhật cho lắm, nên ông nghĩ Gabriel là du học sinh nước ngoài chưa giành tiếng Nhật nên mới nói như vậy. Tiếp đến là tới công đoạn gọi món, khách order một kiểu nhưng Gabriel lại báo thành loại khác khiến chủ quán lại phải ra xác nhận lại. Không biết thuê con bé này về thì tiệm cà phê của ông trụ được mấy hôm đây. Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, chủ quán đã tự tay pha cho Gabriel một cốc cà phê để cô thư giãn đầu óc. Mà thế quái nào cà phê vừa vào miệng của cô thì Gabriel lại chẳng thấy nó có vị gì cả. Đúng là tổn thương quá đi mà, mặc dù thiếu tiền là thế nhưng phương châm của cô chỉ có thể làm hai buổi một tuần mà thôi. Lần đầu thấy nhân viên đặt điều kiện với chủ quán nhưng ông lại chẳng dám phản bác lại mà đành chiều theo ý của Gabriel ngày hôm sau vì vine vẫn chưa biết gì về con người của gia phiu cả nên hôm nay vine đã hẹn cô ấy ra về để làm quen với gia phiu cả hai người sau đó đã tới một quán đồ ăn nhanh gần trường với một ác mang ngây thơ trông có vẻ vô hại như vine thì chắc chắn tần số nói chuyện của cô sẽ không giống một thiên sứ danh ma như gia phiu rồi thế nhưng suốt cuộc trò chuyện đó vine vừa mở mùng câu nào là lại bị gia phiu chọc quê câu đấy khiến cô chỉ biết khóc ròng tán gẫu được một hồi thì nhân viên đem món bánh su kem lên nhưng đặc biệt ở một chỗ là trong ba chiếc bánh này thì sẽ có một cái là nhân siêu cay. Gia Phiêu đặt ra điều kiện là nếu ai ăn phải chiếc bánh đó thì sẽ phải khao cả chầu hôm nay. Nghe vậy Vine cũng hơi rén nhưng cô vẫn lấy một cái để thử vận may của mình. Cũng may cái của cô chọn là vị dâu, chứ không hôm nay lại bị viêm màng túi luôn rồi. Tiếp theo đến lượt Gia Phiêu thì cô cũng chẳng bị sao hết. Vậy là chiếc bánh còn lại chắc chắn là vị siêu cay rồi. Đang phân vân về việc không biết ai trả tiền thì ngay lúc đó con nai vàng ngơ ngác Kuzumi đi qua. Gia Phiêu thấy vậy thì vội chạy ra ngoài dụ dỗ Kuzumi ăn nốt chiếc bánh còn lại. Hôm nay để làm quen với thế giới loài người, Kuzumi đã lấy hết can đảm của mình tiến vào quán cà phê mà trước giờ mình không dám tới. Nhưng vừa mở cửa ra thì đã thấy Gabriel mặc đồ nhân viên đang phục vụ trong đó rồi. Vừa thấy Kuzumi thì cô cũng cho cô nàng này một đấm rồi vứt luôn ra bên ngoài. Chủ quán thấy con báo nhân viên này làm vậy thì đành chụp được lỗi với Kuzumi bằng một lần gọi đồ uống miễn phí. Nghe được cô liền kêu Gabriel lấy ra loại rượu đắt nhất cho mình, nhưng đây là quán cà phê thì đào đâu ra được rượu cơ chứ sau một hồi chủ quán cũng đã pha chế xong loại cà phê mà kuzumi yêu cầu gabriel thì bê ra phục vụ nhưng trông vẻ mặt lại chẳng tình nguyện chút nào cả thấy thái độ của gabriel khá lồi lõm nên kuzumi đã kêu cô phục vụ thật đàng hoàng lại với mình thực ra đối với kuzumi thì mục đích chính cô ngồi đây là để xem gabriel phục vụ cho mình vậy nên cà phê hay gì đó cô không quan tâm chúng cho lắm vì sau cùng đối với cô đó chỉ là hàng tặng kèm mà thôi những lời nói đó như đang sát muối vào tim ông chủ tiệm vậy nên ông đành đứng ra để ngăn hai người lại. Buổi chiều hôm đó sau khi tan ca làm của Gabriel thì ông chủ đã đón tiếp một vị khách mới, người này không ai khác chính là Vine. Không như Kuzumi thì Vine lại rất am hiểu về cà phê, lại còn khen cà phê của chủ tiệm rất ngon nữa khiến ông cảm thấy rất xúc động. Thời tiết hôm nay thì nắng nóng như trời hè Hà Nội vậy. Thế mà máy điều hòa của Gabriel lại bị hỏng nữa khiến cô không thể tập trung chơi game được. Đã nóng thì chớ lại còn bị đám mũi làm phiền nữa chứ. Gabriel đã kích hoạt năng lực thiên sứ của mình nhưng cuối cùng nó lại chẳng giúp ít được gì cho cô cả ngay lúc này thì tiếng chuông cửa rồn rập vang lên Gabriel liền đi ra đạp tung cửa khiến Kuzumi bên ngoài bất tỉnh nhân sự luôn bài học rút ra ở đây là không nên trêu con gái đặc biệt là khi họ đang nóng cô kêu Kuzumi nhớ sửa lại cánh cửa còn bản thân mình thì chạy qua nhà vine để ké tí không khí điều hòa để thưởng cho vine khi cô đã cho mình ở lại đây thì Gabriel sẽ cho vine quyền kỳ lưng cho mình vừa nói xong thì Gabriel liền cởi đồ của mình ra rồi chạy vào phòng tắm luôn sau một ngày ăn nhờ ở đậu nhà Vine thì Gabriel mới nhớ ra mình đang quên thứ gì đó. Nhưng cụ thể là thứ gì thì hiện tại cô vẫn chưa nhớ ra được. Hôm nay Vine rủ mọi người cùng đi biển. Gabriel thì chẳng muốn đi chút nào nhưng vì không muốn cô trở thành một con nghiện game suốt ngày ở nhà nên Vine đã bắt Gabriel phải đi. Cô Zumi ở một góc thì nghe được mọi người chuẩn bị đi biển nên cố tình nói lớn rằng hôm đó mình rảnh để họ biết mà ra mời cô đi cùng. Ai ngờ ra Phil chỉ ra khoe mình chuẩn bị đi biển thôi. Còn Gabriel lại nói rằng mình sẽ đi thay cho phần của cô nữa khiến Kuzumi tủi thân hết sức. Cuối cùng thì Vine cũng đành ra và rủ Kuzumi đi cùng. Đúng là chỉ có ác ma mới đem lại hạnh phúc cho nhau mà. Cuối cùng thì ngay cả đám đi biển cũng đã tới, nhưng thời tiết trong xanh như vậy thì không biết có nên đi về không nữa. Gabriel thì không chờ được tới lúc bắt xe đi về rồi. Nhưng cũng may là Gia Phiêu có người quen trên thiên đường nên chỉ cần một cú alo của cô ấy là bầu trời lập tức trong xanh trở lại. Đúng là quan hệ rộng có khác mà, lát sau cả đám đã thay đề ớ bơi rồi chạy ra bãi biển nhưng vừa quay đi quay lại thì đã chẳng thấy Gabriel đâu luôn. Không phải nói cũng biết con mọt game này lại bắt đầu lên mạng để bắn phi phai rồi. Không thể phí một ngày đi chơi như vậy được, mọi người sau đó đã bày ra những trò thú vị để lôi kéo Gabriel không đi vào con đường nghiện game nữa. Đầu tiên là trò lướt sóng của Kuzumi, nhưng tầm này thì đào đâu ra sóng mà lướt cơ chứ. Tiếp theo là trò xê lô đài tình ái, đúng là đồ trẻ con mà, cuối cùng đành phải để ra phiêu ra tay. Cô sau đó đã nhờ Kuzumi phối hợp cùng mình với vài lời tân bốc của Gia Phiêu thì chắc chắn Kuzumi sẽ chấp nhận rồi. Trò chơi lần này sẽ là đập dưa hấu, nhưng vì thiếu kinh phí nên lần này sẽ thay thế bằng Kuzumi. Đúng là đồ thiên thần nhưng hệ điều hành ác ma mà. Thấy trò này khá thú vị nên Gabriel đã đồng ý chơi thử. Đầu tiên là phải bịt mắt lại trước, nhìn rất là uy tín luôn. Sau cùng nhờ có sự hy sinh của Kuzumi thì Gabriel cũng đồng ý đi chơi cùng mọi người. Cả đám sau đó đi chơi té nước với nhau, nhưng mà là té nước kiểu độc lạ Bình Dương hết té nước rồi cùng nhau đi ăn đá bảo tiếp theo là chơi đắp cát bằng một cách nào đó con chó trắng lần trước xuất hiện và đi tới chỗ kuzumi nó tạo tư thế kỳ lạ khiến cô rất là sợ hãi cũng may tất cả cũng chỉ là trò mà mọi người bày ra thôi kết thúc buổi đi chơi thì trời cũng đã xế chiều gabriel cảm thấy nó cũng không tệ như mình nghĩ và hẹn lần sau mọi người cùng đi chơi tiếp hôm nay gabriel đang mua nước thì bỗng nhiên có một cô gái đi tới hỏi thăm đường tới phòng học năm nhất nhưng mà cô nàng này không được bình thường cho lắm thì phải biết là đang nhiều vả nên gabriel liền trưng ra cái vẻ mặt bố đời kêu cô gái đưa tiền cho mình rồi mới chỉ đường cô gái đó giờ mới phát hiện ra mình đã gặp phải côn đồ và đang bị tống tiền nên không biết làm sao cả ngay lúc này gia phiêu xuất hiện cô gái vừa rồi thấy vậy thì tỏ ra mừng rỡ vì gặp được người quen hóa ra cô cũng là học sinh của trường đào tạo thiên sứ và là đàn em của gia phiêu tên cô ấy là ta bờ Duyết và lý do cô nàng này xuống hạ giới là để tìm gabriel cô muốn biết được sau nửa năm không gặp thì người chị mà cô ngưỡng mộ bây giờ có cuộc sống như thế nào Ai ngờ trong quá trình đi tìm cô thì ta bờ duyết lại gặp phải cô nổ. Một lát sau khi biết được cô gái cá tính này là đàn chị mà mình luôn ngưỡng mộ khiến ta bờ duyết không thể tin được. Thấy vậy ra phiêu liền sửa sang lại đầu tóc cho Gabriel. Giờ không muốn tin thì bắt buộc phải tin thôi. Ta bờ duyết không thể tin được chỉ mới vài tháng thôi mà thiên sứ ưu tú nhất học viện lại tha hóa thành ra thế này. Không thể chấp nhận chuyện đó nên ta bờ duyết cho rằng Gabriel đang bị ảnh hưởng bởi những ác ma xung quanh. Khi nghe được vậy thì mắt của Gia Phiêu bắt đầu sáng lên và chuẩn bị giở trò gì đó. Sau đó cô đã dẫn ta bờ duyết tới nơi của con ác ma hay tiếp xúc với Gabriel. Vừa bước vào bên trong thì ta bờ duyết nghe được giọng nói của ai đó. Sau màn trò hỏi đầy cồng kềnh thì Kuzumi cũng xuất hiện bằng một cách rất đặc biệt. Kuzumi kêu Gabriel đã bị mình tha hóa và hiện tại cô ấy đang là thuộc hạ của mình. Thấy ta bờ duyết không tin thì Kuzumi lôi ra tấm ảnh Gabriel đang mặc đồ hầu gái và phục vụ cho cô. Không những vậy có cả tấm Gabriel trong tình trạng không mảnh vải che thân nữa. Thực ra để chụp được tấm hình này thì cô đã suýt bị Gabriel lột đồ lót ném xuống biển khi thấy đàn chị yêu quý của mình đã bị con ác ma trước mặt điều khiển khiến ta bờ duyết không thể chịu nổi nên đã thách đấu với Kuzumi. Ra phiêu bên ngoài khi thấy được hai đứa này tấu hề thì cười không ngậm được mồm. Lúc này ta bờ duyết đang cảm thấy hơi rén nên đã yêu cầu cả hai chơi đấu bài với nhau. Nghe vậy Kuzumi cũng đồng ý và cả hai đã vào chơi đánh bài. Sau một hồi nhờ mấy trò ra lận của mình thì Kuzumi đã giành được chiến thắng. Ta bờ duyết thấy vậy thì giận dỗi bỏ đi và nói rằng mình nhất định sẽ báo thủ lúc này kuzumi đang cảm thấy rất khoái vì đã đánh bại được một con nhóc thiên sứ nhưng đâu biết trong mắt của gia phiêu thì hai người chỉ là mấy đứa vô tri đang chơi mấy trò trẻ con với nhau thôi bên này ta bờ Duyết đang lạc đường thì vô tình gặp được vine sau bao nhiêu lần bị lừa thì cô rút ra được bài học là không nên tin tưởng bố con thằng nào cả vậy nên trước câu hỏi thăm của vine thì ta bờ Duyết đã quyết định bỏ chạy không may sau đó cô đã bị thương nhưng cũng may là được vine sơ cứu cho thấy chị gái này có vẻ là người tốt nên sau đó ta bờ Duyết đã theo cô đi ra khỏi trường sau một hồi nói chuyện thì hai người thấy khá có cảm tình với đối phương vừa hẹn nhau lần sau cùng uống cà phê rồi nói chuyện thì bỗng nhiên gabriel chạy tới do cô quên chưa làm bài tập nên đã nhờ vine cho mình chép bài khi này ta bờ duyết thấy khá bất ngờ vì chị gái mà cô vừa quen với gabriel lại thân với nhau như vậy nhưng biết vine là ác ma chứ không phải thiên thần như mình từng nghĩ khiến ta bờ duyết lại sốc hơn nữa cuộc đời này đúng là bao điều dối trá mà khi thấy đàn em mình quen biết vội tránh xa mình khiến vine rất tổn thương nhưng trước khi rời đi ta bờ duyết vẫn hẹn cô lần sau cùng đi uống trà làm vine tươi tỉnh lên nhiều vì không có nơi nào để đi nên hôm nay ta bờ duyết đã tá túc tại nhà của gabriel một đêm nhưng vừa vào bên trong thì thấy nơi này chẳng khác gì cái bãi rác cả gabriel cũng chẳng quan tâm chúng mà liền vùi đầu mình vào để chơi game ta bờ duyết thì muốn thay đổi chuyện này nên đã giúp gabriel dọn nhà nhưng khi biết vina cũng đã từng làm việc này rất nhiều lần rồi khiến cô mất hết tinh thần làm việc luôn ba giờ em còn chưa ngủ chiến game cả đêm không biết khi nào cho đủ Ta bờ duyết nhớ lại đàn chị dịu dàng và tốt tính trước đây thì đã ngủ gật khi nào không hay. Hôm sau tỉnh dậy thì cô thấy được một tấm chăn đang đựng đắp lên người mình. Ra bên ngoài thì cô thấy có một bọc đồ ghi trên mẩu giấy gửi tặng ta bờ duyết. Đang cảm động thì bỗng nhiên cảm lạnh khi thấy đó là túi rác mà Gabriel nhờ cô vứt hộ khi rời đi. Đúng là chán đời mà. Tập 6 Hôm nay Kuzumi đang chán đời vì lại bị Gabriel chơi xỏ, thì bỗng nhiên cô thấy được một quảng cáo trên TV. Hôm sau cô đã đem khẩu súng mình vừa mua tại ma giới tới lớp và chĩa nó về phía Gabriel. Khẩu súng này tuy không thể gây ra sát thương nhưng nó khiến ai bị bắn trúng thì sẽ bị cười không ngậm được mồm trong vòng 10 phút. Nếu Gabriel bị bắn trúng thì chắc chắn cô sẽ không thể chống đỡ được nên đành đầu hàng. Lần đầu thấy Gabriel đầu hàng trước mình khiến Kuzumi cảm thấy rất vui, dù vậy cô vẫn không muốn bỏ qua cơ hội này mà chĩa súng vào Gabriel. Thấy vậy Gabriel cũng đành chấp nhận cho Kuzumi bắn vào mình, nhưng trước tiên phải để cô kiểm tra qua xem nó có khiến mình đau hay không đã. Kuzumi như một con nai vàng ngơ ngác mà đưa súng cho Gabriel không phải nói thì cũng biết thiên sứ nhưng hệ điều hành ác ma này đã cho cô một bán rồi đúng như công dụng được nhắc trước đó thì kuzumi đã bật cười mà không ngậm được mồm ngay lúc này tiết học của giáo viên chủ nhiệm cũng đã tới kuzumi thì vẫn như đứa thần kinh mà bật cười trong lớp thầy giáo vừa vào thấy được cảnh này thì ai cũng đoán được tiếp theo đó sẽ có chuyện gì xảy ra với kuzumi rồi hôm nay lớp của mọi người có tiết mỹ thuật và người xấu số hôm nay không ai khác chính là lớp trưởng vì cô đang làm người mẫu cho kuzumi thông thường mọi người chỉ cần ngồi một chỗ để tạo dáng thôi nhưng vì sự trơ trọi của mình nên lớp trưởng đã phải đứng tạo dáng như mấy đứa ảo phim cho kuzumi vẽ cô biết kuzumi là một học sinh khác biệt trong lớp mà nói đúng hơn là cá biệt thấy được cả sự nghiêm túc khi cô vẽ tranh lên lớp trưởng đành đứng đó và tạo dáng cho cô ấy để có được một tác phẩm sinh động nên bây giờ kuzumi đã yêu cầu cô cởi đồ ra nhưng đương nhiên là lớp trưởng sẽ không đồng ý rồi thấy được sự hứng thú trong mắt kuzumi đang giảm dần nên lớp trưởng đành gợi ý cô dùng thêm đạo cụ Nghe vậy Kuzumi hí hửng chỉ vào bức tượng người đàn ông hỏa thân và nói rằng mình sẽ lấy nó làm mẫu vẽ. Sau khi xong phần thân thì chỉ cần thay đầu của lớp trưởng vào là được, nhưng đương nhiên là cái ý tưởng củ chuối đó liền bị lớp trưởng bác bỏ rồi. Thấy Kuzumi lộ vẻ chán nản vậy nên lớp trưởng còn tính lột hết đồ ra để đáp ứng yêu cầu của cô ấy. Cũng may Vine vừa vào thấy được cảnh này thì vội chạy ra giữ cô ấy lại. Chính lúc đó Kuzumi lên tiếng kêu đó chính là thứ mình cần rồi để hai người đứng yên tạo dáng. Kết quả là vẽ ra được bản mặt của lớp trưởng theo kiểu độc lạ bình dương luôn ngày lễ halloween cuối cùng cũng đã tới ba cô bạn đến nhà gabriel xin kẹo thì được cô ấy vứt cho gói đậu phộng mình đang ăn dở lát sau cả đám đã dọn hết đồ của gabriel ra bên ngoài ban công rồi vào nhà cô ấy để nói chuyện vì để gabriel đi chơi lễ hội cùng mình thì vine cũng đem theo một bộ đồ hóa trang sang cho cô ấy gabriel thì kêu mình cũng có đồ và liền biến lại thành thiên sứ cho cô bạn xem thấy gabriel vẫn không chịu mặc bộ đồ do mình làm thì vine liền giữ chân tay cô ấy lại và nhờ Gia Phiêu đứng một bên giúp thay chúng sau một hồi thì Gabriel đã hóa thành một bé mèo siêu cute. Tầm này đi xin kẹo là không lo bị người khác không cho rồi. Sau sự chỉ dẫn của Kuzumi thì lát sau cả đám đã tới nhà của thầy mắt kính để xin kẹo. Tưởng ông thầy khó tính này sẽ không cho mọi người kẹo. Ai ngờ ông ấy lại đem ra một đống bánh kẹo siêu cấp VIP bờ rồ để tặng mọi người luôn. Riêng Kuzumi còn được tặng loại bánh yêu thích mà lại là phiên bản giới hạn nữa. Vừa đưa tay ra chuẩn bị nhận lấy chúng thì ngay lúc đó con chó lần trước từ đâu chạy tới và cướp chiếc bánh đi. Đúng là chán đời mà. Dạo gần đây cơ thể của Gia Phiêu bắt đầu béo lên, mà hình như chỉ có mỗi ngực của cô to hơn, nên việc mặc đồ lót có vẻ hơi khó khăn. Nhưng khi vừa tới lớp thì cô nhận được tin rằng hôm nay lớp của bọn họ sẽ kiểm tra thể chất. Bất ngờ chưa bà già, Gabriel thì chẳng mấy hoạt động nên cũng không muốn kiểm tra thể chất chút nào. Khác với Gabriel thì Kuzumi lại tỏ ra rất hứng thú. Có vẻ như vận động thể chất là sở trường của cô nàng này. Cuộc thi đầu tiên là chạy 100m, Kuzumi là người về đầu tiên tiếp theo là Gabriel. Trong cô nàng này có vẻ kiệt sức luôn rồi. Nhưng bất ngờ hơn là Gia Phiêu là người về sau cùng. Nếu vận động mạnh thêm một chút nữa thôi thì móc áo của cô sẽ bị bung ra mất. Những bài kiểm tra sau đó thì Kuzumi luôn là người hoàn thành đầu tiên. Gabriel thì đã cố hết sức của mình nhưng thành tích thì chẳng được tới đâu cả. Gia Phiêu muốn giữ cho chiếc áo không bị bung ra nên cô cũng không thể dùng hết sức được. Cuối cùng là cuộc thi chạy đua 1.000 mét. Gabriel biết nếu mình không thể giành chiến thắng trong cuộc thi này thì sắp tới sẽ phải nghe Kuzumi lên mặt cô không muốn điều đó xảy ra nên đã chăm sự nhờ vả gia phiêu giành chiến thắng trong cuộc thi lần này khi thấy cô bạn đặt niềm tin vào mình như vậy thì gia phiêu cũng quyết định sẽ bung hết sức của mình mọi người sau đó đã vào vị trí pháo hiệu vừa bắt đầu thì gia phiêu liền vượt lên dẫn trước khiến kuzumi rất bất ngờ thấy được điều này kuzumi đã cố vượt lên trước gia phiêu khi này gia phiêu cảm thấy mình không ổn chút nào vì áo ngực của cô đang có dấu hiệu không chịu nổi mà sắp bị bung ra cuối cùng thì chuyện gì tới cũng đã tới dù vậy gia phiêu cũng đã được bung hết sức mình vượt lên kuzumi và giành chiến thắng trong cuộc thi này mặc dù không phục cho lắm nhưng kuzumi cũng đánh giá cao sự nỗ lực của cô nên đã tặng cho gia phiêu huy chương danh giá mà mình tự chế chiều hôm ấy gabriel đang ngồi một mình trong lớp để cảm nhận cơn đói bụng thì ngay lúc đó lớp trưởng đi tới yêu cầu cô nộp giấy phiếu khảo sát của mình hai người nói chuyện với nhau thì được biết lớp trưởng đang trong câu lạc bộ nấu ăn nên gabriel muốn cô ấy dẫn mình đi tham quan một vòng trong câu lạc bộ thì có thêm hai bạn nữ học cùng lớp cô nữa nhưng gabriel không nhớ họ là ai cả khi này Gabriel cũng nói thẳng ra là mình tới đây để thưởng thức những món ăn ngon nên họ đã đồng ý và nấu cho cô. Món ăn đầu tiên họ làm là một bát mì thập cẩm. Tiếp theo là một ly kem dâu siêu mát lạnh. Nhưng để đề phòng chiếc bụng đói của mình sẽ lại biểu tình thì Gabriel đã xin họ thêm một suất nữa. Sau một hồi được thưởng thức những món ăn miễn phí thì Gabriel đã quyết định gia nhập câu lạc bộ này. Lỡ sau mà có bị viêm màng túi nữa thì còn có nơi cho mình thức ăn mà không phải trả tiền. Hôm nay trời đổ cơn mưa Kuzumi quên không mang theo ô thì ngay lúc đó phiu đi tới rủ cô về chung cùng mình lo rằng gia sẽ dở trò gì đó nên suốt chặng đường về nhà kuzumi tỏ ra rất cảnh giác mà nhìn cô ấy trí tưởng tượng bay xa khi cô nghĩ rằng gia đang răng bẫy giữa đường để gài mình kuzumi còn thấy được con chó lần trước đang lái xe lao về phía này khiến cô rất sợ hãi lúc này mây đen bắt đầu rời đi bầu trời thì đã trong xanh trở lại kuzumi thấy được một con ếch bên đường thì vội cầm nó lên và khoe với gia thấy cô cách xa đây mà không dám lại gần vậy kuzumi liền nhận ra gia rất sợ ếch cô nở một nụ cười đê tiện rồi cầm con ếch dí theo gia phiêu hôm nay gia phiêu đã đến nhà của vine để chuẩn bị cho bữa tiệc giáng sinh sắp tới cô không ngờ một ác ma như vine lại hào hứng trong ngày chúa jesus ra đời như vậy khi này vine nhận được điện thoại từ kuzumi cô thông báo rằng trên đường mình gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ và cho rằng loài người đang âm mưu gì đó vì thế kuzumi sẽ tới nhà của vine tìm ra kế sách để tác chiến không biết ngày lễ giáng sinh yên bình này sẽ duy trì được đến lúc nào đây Lát sau Kuzumi vừa tới nhà Vine thì đã được cô ấy cùng ra phiêu ra đứng trước cửa để chào đón. Hai người lôi ra loại bánh yêu thích của Kuzumi để làm sao nhãn cô ấy. Sau một hồi thì Kuzumi đã bị thao túng và nhận lấy chiếc bánh của hai người. Việc này là điều cần thiết để duy trì nền hòa bình cho ngày lễ Giáng sinh hôm nay. Sau một hồi bị ra phiêu thôi miên thì cô được nghe nói mọi người đã chuẩn bị trang phục cho một vai chính như mình. Nghe vậy Kuzumi hí hửng đi theo ra phiêu vào trong phòng thay đồ. Nhưng khi đi ra thì có gì đó hơi lạ thì phải. Gia Phiêu đã hóa trang thành ông già Noel, còn Kuzumi đã biến thành tuần lộc để ra phiêu rất theo. Vine khi này thì đổ hết mồ hôi và vội chuyển sang chủ đề khác. Ba người đang chuẩn bị trang trí bánh kem thì Kuzumi lại tự nhiên lấy mất chiếc kẹo trang trí cho chiếc bánh đi để ăn, không còn cách nào khác ra phiêu đành thay chiếc thánh giá của mình vào để làm thành vật trang trí. Mọi thứ sau cùng cũng chỉ là ăn mừng về ngày Chúa Jesus ra đời. Khi này Kuzumi dần nhớ lại những chuyện mình gặp vừa rồi và biểu hiện lạ của mọi người. Cô muốn cùng Vine bàn nhau về kế hoạch phá hoại ngày hôm nay. Nhưng với một người đã hóng chờ bữa tiệc tối nay như Vine thì cô đâu thể để chuyện đó xảy ra được. Lát sau Gabriel tới nơi thì cô thấy Kuzumi đang bị trói dãy ruộng một góc. Đây cũng chỉ là cách giúp ngày hôm nay trở nên yên bình hơn mà thôi. Không bàn luận gì thêm mọi người sau đó đã cùng nhau bắt đầu bữa tiệc. Bỏ mặc Kuzumi vẫn đang nằm một góc bất lực nhìn con chó ăn hết đống bánh yêu thích của mình. Sau lễ Giáng sinh thì năm mới cũng đã tới. Hôm đó mọi người đã hẹn nhau cùng lên đền để cầu may. Việc đi tới đền thờ của một vị thần khác nghe sao mà cảm giác thấy vô phép tắc quá đi mất bốn người sau đó đã chen chân vào dòng người tấp nập để tiến vào đền thờ. Do chiều cao khiêm tốn cùng khả năng vận động hết sức tệ hại thì Gabriel đã bị cuốn đi lúc nào không hay. Cũng may chỉ còn vài giây nữa thôi là cô sẽ thổi cành khải huyền để tiễn cả thế giới này về với đất mẹ rồi. Mọi người sau đó đã xếp hàng để cầu may cho mình riêng. Gabriel và Zafiu thì thu hút được cả thiên sứ tới chứng giám luôn. Gabriel khi này thì ước với Chúa rằng mình sẽ trúng số giải đặc biệt. Thấy cô bạn mình ước vớ vẩn như vậy thì Vine lập tức cho tấm vé số trên tay Gabriel bay màu luôn đúng là chán đời mà khi này có một chị gái đi tới và phát đồ uống cho mọi người bất ngờ là khi gabriel vừa uống vào thì cô đã trở nên say xỉn tính cách cute phô mai que lúc này khác hẳn với thái độ bất cần đời vài giây trước khi này gabriel biến trở lại thành hình dạng thiên sứ của mình chỉ vài phút nữa thôi là đến giao thừa rồi khi đó cô sẽ dùng chiếc kè này để chúc mừng mọi người đã bước sang năm mới vừa nói xong thì gabriel liền bay lên trên trời không phải nói thì cũng biết cảnh này đã bị mọi người xung quanh ghi lại và còn được lên báo luôn Sắp tới mọi người sẽ có một kỳ nghỉ lễ dài nên vì vậy cả đám quyết định trở về nhà để thăm gia đình. Bốn người sau đó đã được dịch chuyển tới con đường dẫn đến thiên giới và ma giới. Chào tạm biệt nhau xong thì mọi người liền xách theo hành lý trở về nhà của mình. Trước khi trở về thì các thiên sứ sẽ phải thông một cổng kiểm soát. Gabriel và Zafiu lúc này đang tính kiểm tra đồ thì bất ngờ trước sự xuất hiện của Kuzumi. Cô kêu mình là một thiên sứ và không tới đây để thám thính tình hình của những thiên sứ khác. Với khả năng ngụy trang thượng thừa và chỉ số IQ dưới 80 của mình thì cô sau đó đã bị phát hiện và bị bế ra ngoài ngay lập tức. Tiếp theo là đến phần kiểm tra đồ của Gabriel và Zafiu. Gabriel thì muốn đem những món đồ chơi từ hạ giới lên nhưng đều bị cấm lại. Cuộc đời thì có gì vui khi một con nghiện game lại không được chơi game cơ chứ. Mấy trò chơi đĩa game và cả máy tính sách tay của cô đều bị tịch thu hết. Còn bên này do hành động chơi ngu của mình thì Kuzumi đã bị bắt về tra khảo. Còn Vine thì phải mất công quay lại để bảo lãnh cô nàng này ra. Tập 10 Lúc này thì Gabriel đã trở về nhà của mình. Cô em gái vừa thấy chị về thì vội chạy tới và ôm chầm lấy Gabriel, nhưng một lúc sau em ấy thấy được chị mình đã thay đổi khá nhiều thì có chút hoang mang. Gabriel chỉ đành chém gió rằng là do mình đã trưởng thành hơn khi xuống hạ giới mà thôi. Vì đã lâu rồi chưa được gặp chị nên em gái của Gabriel muốn cô chơi với mình. Đâu thể từ chối một thiên thần đáng yêu thế này được, nên một lát sau Gabriel cũng đành đồng ý. Đầu tiên là trò cưỡi ngựa, nhưng với một người lâu không vận động như Gabriel thì nó có hơi khó khăn thì phải. Tiếp đến là đống trò chơi mà đám trẻ con ở hạ giới hay chơi nữa. Nhưng Gabriel lại có cảm giác như mình đã trở lại những năm cuối thế kỷ 20 vậy. Chuyển cảnh tới nhà của Kuzumi, hiện tại cô đang chuẩn bị dùng bữa tối với gia đình. Cô kể cho cha mẹ nghe những thành tích mình đạt được khi tới hạ giới. Nhưng họ đâu biết rằng Kuzumi ở trên đó toàn bị mấy đứa thiên thần hệ điều hành ác ma chơi sỏ để làm màu một chút. Thì ra gia đình cô đã dùng nước ép cà chua để uống thay cho huyết con người, đúng là không thể hiểu nổi mà. Bên này Vine vừa bước vào nhà thì thấy được một con quái vật siêu to khổng lồ đang đứng trước cửa để chờ cô về. Khi đang sợ hãi không biết nó là gì thì mẹ cô nói rằng đó là con ma thú mà gia đình cô đã nhận nuôi từ một năm trước. Nhưng so với hồi đó thì kích cỡ khi này có hơi thái quá thì phải. Được mẹ kêu dẫn nó ra ngoài đi dạo thì Vine cũng đành làm theo. Nhưng vì kích thước quá cỡ của mình nên nó đã làm bay màu cái cửa nhà cô luôn. Trở lại với Kuzumi lúc này, cô đang trợ hồi ma thú của mình để dạy nó tập khạc lửa. Cả hai đang tự sướng với nhau thì ngay lúc đó Vine cùng ma thú của cô chạy tới để làm màu thì con ma thú của Vine cũng khạc lửa cho Kuzumi xem luôn. Nhưng đâu ngờ vừa thấy được cảnh này đã làm cho ma thú của cô sợ hãi quá mà lăn ra bất tỉnh nhân sự luôn rồi. Chuyển cảnh sang phía của Gia Phiêu thì cô cũng vừa trở về nhà vì cha mẹ đi vắng, nên lúc này chỉ còn mỗi Gia Phiêu và quản gia của cô ở đây thôi. Sau khi dặn dò quản gia vài điều thì cô đã tới phòng tắm để chuẩn bị ngâm mình. Quản gia muốn thay đồ và bảo vệ đồ lót cho Gia Phiêu thì bị cô từ chối và đuổi ra ngoài thực ra bà chị quản gia này là người có máu mờ vừa rồi khi thấy gia phiu tỏ ra có chút khó chịu với mình khiến chị ấy cảm thấy rất phấn khích lát sau cô đang ngâm bồn thì thấy bà chị quản gia lại vác hàng nóng tới để xin vài kiểu ảnh cô muốn lưu giữ lại vóc dáng trưởng thành của gia phiu sau một năm qua nhưng đương nhiên là bị cô từ chối luôn rồi hôm nay gia phiu và gabriel lên gặp hiệu trưởng để kể lại trải nghiệm của mình sau một năm sống ở hạ giới vừa bước vào thì thấy được hào quang mà hiệu trưởng tỏa ra khiến hai đứa trói hết cả mắt lát sau gabriel bắt đầu kể lại những việc tốt mình đã làm Suốt một năm qua cô đã cứu rỗi được hai đất nước khi họ lâm vào hiểm cảnh, người dân thì lầm than phải chiến tranh miên man. Nhưng cuối cùng nhờ sự nỗ lực của mình thì cô đã đem lại được hòa bình cho nơi này. Tất cả sự việc trong câu chuyện trên được Gabriel kể lại trong con game mà cô đang chơi. Khi nghe được Gabriel đã làm được những điều vĩ đại như vậy thì hiệu trưởng cũng tin đó là sự thật. Ông đã tăng tiền sinh hoạt phí cho cả hai và dặn Gabriel tiếp tục cố gắng. Vậy là sắp sửa lại có thêm tiền nạp game rồi. Hôm nay đang đi trên đường thì Kuzumi vô tình thấy con chó hay ăn cắp bánh của của mình đang bị người ta chuyển đi. Khi biết được những con thú không được ai nhận nuôi thì sẽ bị đem đi xử lý thì Kuzumi đã vội chạy lại và nói mình sẽ nhận nuôi nó. Mặc dù vừa rồi có gáy to là thế, nhưng hiện tại cô chẳng biết nên làm sao cả. Vì nhà trọ của ai cũng cấm nuôi thú cưng nên họ không biết nuôi chú chó này bằng cách nào. Vine đề nghị Kuzumi chuyển tới một nơi khác. Nghe vậy cô liền alo cho ba ba của mình nhưng nhanh chóng bị ông ấy từ chối mọi người sau đó đã trở lại nhà Gabriel để bàn kế hoạch. Nếu không thể nuôi nó thì mọi người chỉ cần tìm người khác có thể nuôi là được. Nhưng nghe được điều này Kuzumi vội bế chú chó theo và chạy ra bên ngoài. Cô đâu thể để con chó đã ăn bao nhiêu chiếc bánh của mình đem đi cho người khác nuôi được. Nếu nơi này không có chỗ chứa cho cả hai thì cô sẽ chuyển đến một nơi khác. Cả hai sau đó đã lên một chuyến tàu rồi từ từ di chuyển tới Hokkaido. Ngồi cùng nhau giữa đêm đông lạnh giá còn một chiếc bánh thì bẻ đôi ra chia nhau ăn. Bên này mọi người thấy Kuzumi mãi không về thì có hơi lo lắng. Cũng may Zafiu đã lường trước được chuyện này nên đã gắn định vị vào máy của Kuzumi. Vine và Zafiu sau đó đã tới chỗ Kuzumi để khuyên cô trở về. Nhưng Kuzumi nhất quyết không đồng ý vì cô không thể bỏ lại chú chó mình vừa nhận nuôi ở lại đây được. Ngay lúc này có người gọi cho Kuzumi. Họ thông báo rằng cô được phép nuôi thú cưng trong phòng trọ. Vậy là cuối cùng mọi thứ cũng đã được giải quyết. Thực ra mọi chuyện đều nhờ Gabriel. Cô đã thương lượng với ông chủ quán cà phê rằng mình sẽ đi làm hai buổi một tuần và đổi lại ông ấy sẽ phải giúp cho cô chuyện của Kuzumi mặc dù bình thường cô có tỏ ra hơi bất cần đời một chút nhưng gabriel rất quan tâm tới mọi người xung quanh hôm nay ta bờ duyết có một kỳ nghỉ lễ dài nên cô đã xuống hạ giới để thăm gabriel sau một hồi đi trên đường thì cô có cảm giác mình như là một đứa nhà quê mới lên phố vậy nhớ lại hồi trước gabriel muốn mình giúp cày game ta bờ duyết đã quyết định ghé qua một quán net để học cách sử dụng máy tính sau một hồi mày mò thì cô nhận ra mình chẳng biết cách thao tác cái thứ công nghệ trước mắt này ra sao cả tối đó trở về nhà cô đã kể lại cho gabriel những chuyện mình đã gặp hôm nay và nói rằng mình đã học được rất nhiều thứ thông qua việc đọc sách. Ta bờ duyết tự tin mình có thể giúp Gabriel cày game, nhưng cô nhận ra con nhỏ này toàn đọc những quyển sách vô dụng chẳng giúp gì được cho mình cả. Tập 12, vừa rồi Gabriel đã nhận được một tin dữ, thì ra chị gái tem ma của cô chuẩn bị xuống hạ giới để thăm Gabriel. Chị ấy là một thiên sứ rất ưu tú vì thế, nếu tem ma biết việc Gabriel đã sa ngã thì có lẽ cô sẽ ăn no đòn mất. Khi nghe được sự khủng bố của chị ấy, Kuzumi cảm thấy hơi rén mà tính chuồn về trước nhưng bạn bè gặp nạn thì đâu thể bỏ mặc được. Gabriel đã cố giữ chân Kuzumi lại và nhờ cô ấy giúp mình. Đã đến nước này rồi thì không còn cách nào khác, chỉ cần hạ giới bay màu thì chắc chắn chị ấy không thể xuống đây được nữa. Hôm sau Tema đã bắt đầu lên đường tới nhà Gabriel vì sức mạnh mà cô tỏa ra quá khủng bố, nên mọi người trên đường không thể thấy được sự hiện diện của cô ấy. Vừa ấn chuông cửa nhà Gabriel thì ngay lập tức Gabriel phiên bản hoàn hảo đã chạy ra để chào đón cô. Thực ra là đêm hôm trước mọi người đã bàn kế hoạch nhau để đánh lừa chị của cô ấy. Giờ chỉ cần Gabriel tỏ ra ngoan hiền cho tới lúc Temma rời đi là được. Vừa vào bên trong thì cô thấy được Zafiu và Vine đang ở đây. Temma vừa nhìn thì liền nhận ra Vine là một ác ma. Mặc dù hơi cắn rứt lương tâm nhưng Vine vẫn phải cố nói tốt về Gabriel và mình đã bị lòng tốt của cô ấy cảm hóa. Ngay lúc này trong tủ của Gabriel phát ra những âm thanh kỳ lạ. Thấy vậy cô có hơi trột dạ và nói rằng mình đang phong ấn một con ác ma vô cùng nguy hiểm. Trong đấy thực ra là vào đêm hôm trước khi mọi người vừa bàn kế hoạch với nhau xong thì Kuzumi tỏ ra bất hợp tác không còn cách nào khác Gabriel đành đánh ngất Kuzumi rồi ném cô vào bên trong chiếc tủ đó. Khi này cô đem ra cốc trà mà mình pha để mời chị Tema, nhưng thực ra ông chủ quán cà phê mới là người pha chế ra nó. Khi Gabriel chạy đi còn cố tình làm rơi tấm ảnh của chị gái ra, nói rằng mình luôn đem theo nó bên mình và lấy chị làm gương để học tập. Kế hoạch có vẻ đang diễn ra suôn sẻ thì ngay lúc đó cánh cửa tủ nhà Gabriel bị bung ra. Khi chị cô đang thắc mắc xem chuyện gì đang xảy ra thì Gabriel liền đổ lỗi cho Kuzumi chính là con ác ma đã làm sa ngã mình. Thực ra việc Gabriel bị sa ngã thì chị của cô đã biết ngay từ đầu rồi. Tema chỉ muốn xem Gabriel sẽ làm gì khi thấy mình xuống thăm thôi. Khi này Gabriel quỳ xuống dập đầu và xin lỗi cô ấy hứa rằng mình sẽ học tập chăm chỉ. Nhưng nhân lúc Tema không chú ý cô đã phóng một mũi tên về phía chị mình, nhưng bất ngờ là cô nhanh chóng bị phản đòn lại rồi bị chị ấy bế về thiên đàng để thay đổi bản thân. Một tuần sau cô đi học trở lại, mọi người thì rất bất ngờ với Gabriel phiên bản thiên sứ như trước đây. Không những học tập tốt hay trong những việc lao động thì cô vẫn rất nhiệt tình mà giúp đỡ bạn bè. Khi thấy được cảnh này, ba người bạn của cô cảm thấy không quen chút nào. Sống cùng một đứa nghiện game bất cần đời được hơn một năm rồi nên họ muốn Gabriel trở lại như trước đây hơn. Nếu đã sang ngã lần một thì lần hai không phải là không thể. Garfield liền lên kế hoạch để cho Gabriel sang ngã thêm lần nữa. Tối hôm đó vừa học bài xong, Gabriel quay ra thì thấy được máy tính mình đang chiếu hình ảnh con game mà mình hay chơi. Nhưng giờ đây cô không hứng thú với nó nữa nên liền đóng lại. Kế hoạch dụ dỗ Gabriel trở lại con đường nghiện ngập của ba cô bạn đã bị thất bại. Khi này họ nói với Gabriel rằng mình muốn cô trở lại giống trước đây hơn. Bỗng nhiên một kết giới bao trùm lấy cả bốn người. Lúc này Gabriel mới trở lại con người như mọi ngày và nói rằng mọi thứ cô làm chỉ là đang diễn kịch thôi. Mục đích mà cô làm vậy là để chị gái không còn chú ý đến mình nữa. Nhưng dù vậy tất cả mọi thứ đều nằm trong sự tính toán của chị Temma rồi. Khi này cô đi tới phá bỏ kết giới của Gabriel, Temma có một đôi mắt thiên lý nên không gì là cô không thể nhìn thấu được cả. Để kéo Gabriel ra khỏi sự sa ngã hoàn toàn thì chỉ còn cách đưa cô về thiên đường để đào tạo lại. Gabriel thì không muốn vậy vì cô còn những người bạn quan trọng đang ở đây nữa. Khi thấy được cảnh tượng này đã khiến chị Tema cảm thấy rất xúc động, vì thế cô đồng ý sẽ không đưa Gabriel trở lại thiên đường nữa, nhưng đổi lại thì Tema sẽ ở lại đây để giáo huấn Gabriel. Đúng là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa mà. Ngay lúc đó chú chó của Kuzumi chạy tới, vừa thấy nó đã khiến chị Tema rất sợ hãi, thì ra thiên địch của chị ấy là loài chó trông có vẻ vô hại này. Do không thể chịu nổi nữa nên cô ngay lập tức dịch chuyển trở về thiên đường luôn. Vậy là kiếp nạn của Gabriel đã đi qua trong nháy mắt, từ giờ cô có thể thoải mái mà sống cuộc sống của thiên thần sa ngã rồi. Bộ phim đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay cho mình xin một nút like, đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông để chờ những bộ phim mới nhất nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.